Vâng, cửa hàng âm thanh Xuân Túc Đỏ xin kính chào toàn thể các bác. Thì cũng đã lâu lắm rồi, ngày hôm nay cửa hàng bên em lại mới có một con, đó là dòng T45. Một con đẩy có thể nói là rất là nổi tiếng trên thị trường. Và em đảm bảo các bác, nếu những người, đa số những người thợ am hiểu về dòng đẩy ấy, thì mới quý trọng những cái dòng đẩy này. Còn bình thường thì nếu các bác nhìn vào cái đẩy này thì em khẳng định 100% comment ở phía dưới có cái quái gì đâu mà ông nói to tát thế, hoặc là đẩy là bình thường, nghe nó rất là tầm thường, hoặc là nhìn chẳng có gì cả, nhẹ tênh, nhìn không có gì phức tạp cả. Đấy, thì nếu các bác còn nhớ thì em từng bán một con đẩy, đó là con đẩy T90. T90 em bán cho bác khách trong Sài Gòn với cái giá là 44 triệu các bác nha, 44 triệu. Một con đẩy T40 à, 90 nếu bình thường chúng ta mua mới tầm khoảng nợ 100 mấy chục triệu, 100 mấy chục triệu một con. Đấy, nó không hề rẻ các bác nha. Và ngày hôm nay thì em trước em đã có hai con T45 thì em bán hết rồi. Cái là bán nhớ không nhầm là hơn 8 triệu một con. Thì ngày hôm nay em lại về được một con T45 nữa. Chỉ có đúng một con là dòng này nó không có nhiều để các bác mua đâu ạ. Nó rất là hiếm trên thị trường và cũng không sẵn để chúng ta đi tìm đâu. Cho nên là ít khi gặp lắm. Thì ngày hôm nay em vui may mắn lại gặp được một con nữa. Đây dòng T45, dòng rất là nổi tiếng. Con đẩy này chạy mạch Class TD với công suất là 1.300W một kênh, chạy nguồn xung. Cái đặc biệt của con đẩy này nó không phải là ở công suất hay là ở cái gì cả, mà nó ở nơi chất lượng. Đây là một dòng thương hiệu của Anh Quốc và nó rất là mắc các bác, nó rất là mắc. Với những con đẩy của T45 hoặc T90 thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó cũng như chất lượng âm thanh. Nó rất là mắc tiền và hay các bác nhé. Đây các bác nhìn cho em. Đây là nội thất hai kênh riêng biệt cho em, hai kênh chạy mạch Class TD. Đây là nguồn xung, phần nguồn. Đấy, tụ lọc nguồn. Đấy, tụ lọc. Tất cả mọi thứ đang còn zin đét cho các bác, từng cái keo. Các bác nhìn em, từng cái keo đang còn zin hết tất cả mọi thứ chạy mạch Class TD các bác nhá. Thì nếu các bác nào mà trong ngành âm thanh thì thực sự khi nhìn con này thì các bác sẽ rất là sướng luôn, bởi vì là biết là giá trị của con này nó ở mức nào, nó rất là mắc các bác nha. Và đặc biệt là những con này nó cho được chất lượng âm thanh và nó tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Em đã bán con T40, con T90 trước, em đã mới lấy được một con T90 và bán cho một bác khách Sài Gòn, thực sự là nó không còn gì để bàn cãi. Với những con T90 các bác thì lấy nấu nước được luôn. Đấy, các bác thể lấy dây điện từ loa ra, bác cắm vào nó sôi nước, mà ấm nước là bình thường, đun ấm nước là bình thường các bác nhé. Rất là kinh khủng luôn. Và hiệu suất con này rất là cao. Nó đặc biệt độ bền và nó tuyệt vời. Những cái dòng này của anh nó rất là tuyệt vời. Từng cái cầu chì họ cũng nắp đây. Các bác nhìn này, họ đang nguyên luôn nhá, đang nguyên luôn. Em chưa đụng chạm gì đâu. Con này đang còn zin hết cho bác luôn. Nó có giá trị ở nó rất là cao. Đấy, zin hết cho bác. Tụ chưa có nói hiện tượng mà gọi là phù lấy một, gọi là một chút chụt nào. Đang còn nguyên bản cho các bác hết. Mạch sáng quắc luôn các bác nhá. Mạch đang sáng quắc luôn. Chỉ có những hạt bụi theo thời gian, đúng theo hàng bãi đây, đang có những hạt bụi thôi. Còn hoàn toàn là nó chưa có một vấn đề gì xảy ra. Nó đang còn rất là đẹp luôn. Có thật các bác là những con đẩy này thì nó không có nhiều cũng như trên thị trường, mà đặc biệt là ở trên thị trường Việt Nam mình, thì với những con đẩy mà giá thành cao như thế này á, thì nơi giới âm thanh karaoke thì được ít người mua, cho nên người ta cũng không nhập khẩu về nhiều. Đa số chúng ta phải mua trên eBay. Nếu mà những con đẩy mà với giá trị 40-50 triệu mà chúng ta mua trong giới nghe nhạc á, thì nó là một cái hạt cát thôi, bởi vì trên nghe nhạc người ta chơi tiền tỷ cơ, những bộ dàn high end tới khoảng độ vài tỷ cơ, thì nó lại bình thường. Nhưng mà hệ thống karaoke á, thì thường thường là nó không có mắc đến như vậy các bác ạ. Karaoke thường thường có vài chục triệu hoặc 100 triệu là ngon lắm rồi. Cho nên là người Việt Nam mình thường thường không bỏ ra quá nhiều tiền để mua những bộ dàn karaoke với giá thành cao. Ví dụ như một con đẩy này, nếu mà bình thường các bác mua mới tầm khoảng cả 100 triệu một con, thì thường thường á cũng không có mấy người dám chịu chì như vậy. Đấy, đa số chúng ta mua những con đẩy hàng bãi thôi, chứ còn hàng mới thì thường ít khi mua. Đấy, khoảng vài chục triệu con hàng bãi là đã ngon lắm rồi, đã VIP lắm rồi, đã hãnh diện lắm rồi. Nhưng mà đối với dòng nghe nhạc thì nó lại bình thường. Cho nên là nhiều người bảo là ông làm như con trọng quá, những con đẩy nghe nhạc nó mua cả vài chục, con âm ly nó mua cả vài chục triệu thì đó là bình thường. Thì đương nhiên nếu đã chơi dòng nghe nhạc á, thì đừng bao giờ nói tiền rẻ, vài chục triệu mới nghe được. Còn nếu mua với cái dòng vài triệu thì đó là mới tập chơi thôi, chứ chưa nói được các bác nha. Nhưng mà đối với dòng karaoke thì vài chục triệu nó là một cái rất là lớn, nó không đơn giản các bác ạ. Nó không phải giống như dòng nghe nhạc đâu, cho nên các bác cũng đừng so sánh dòng nghe nhạc với dòng karaoke các bác nhá. Đấy, thì con đẩy là đang còn đẹp lắm. Đấy, dòng này thì đánh rất là hay, đặc biệt là chạy mạch Class TD. Đây, mạch Class TD các bác nhìn để nhận biết này. Đấy,
Đấy, chạy mạch latte D thì nó rất là hay rồi. Các bác để ý cho em là những con đẩy như D có tích bên em, mạch latte D nó đã đẳng cấp như vậy rồi. Và đối với những con đẩy T45 mà nó chạy mạch latte D với công nghệ, với dòng công nghệ của anh ấy, thì thực sự nó rất là kinh khủng. Nó rất là kinh khủng, nó âm thanh và nó anh nó kinh đúng không các bác? Đấy, và đặc biệt con này đang rất là đẹp. Đang rất là đẹp các bác nha. Đấy, đang rất là đẹp luôn. Đang nguyên bản cho các bác 100%. Đấy, chưa sửa chữa được, chưa đụng chạm luôn. Và những bác nào đang có nhu cầu mua đẩy này liên hệ ngay cửa hàng bên em. Hiện tại có một con và em sẽ bán con này với cái giá nó là 8 triệu đồng. 8 triệu đồng các bác nha. Nếu bác nào thực sự biết con này thì liên hệ với em để đặt hàng. Còn không có biết thì cũng chọn con đẩy khác thì có thể liên hệ em. Đấy, bên em đều có những con đẩy giá rẻ hơn cho các bác thoải mái lựa chọn, chứ cũng không cần vào niêm đá thế này. Nếu không biết thì cũng không niêm đá, bởi vì các bác niêm đá là chắc chắn các bác sẽ không biết gì. Em khẳng định luôn với những con đẩy này. Đấy, chỉ những người thực sự là trong giới âm thanh thì nhìn con đẩy này sẽ biết ngay. Nhưng mà nếu mà trong chúng ta sử dụng mà chưa va chạm nhiều thì con này bác không biết đâu. Đó là khẳng định đấy, không phải là lấy quá, nhưng mà nó là sự thật. Và em cũng là may mắn được tiếp xúc với nó. Đây, mặt sau đây các bác này. Đây, mặt sau đây. Đấy, đây là mặt sau của nó. Các cái chế độ chơi. Đấy, các chế độ chơi rất là nhiều. Tín hiệu vào, tín hiệu linh, tín hiệu ra. Đấy, đang rất là đẹp các bác nhá. Đấy, thì những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ở những clip sau ạ. Chào tạm biệt ạ.